lòng phù sai ngà, vô nhẹ đôi bờ tấm mát nhân vườn cây, chờ được một lần năm lấy đôi bàn tay của người dân quê tôi hiện hòa chân chất, lao động miệt mài ruộng sớm đồng trưa, dân tặng cho đời qua tôm lúa chín. Về lại quê hương sống chân lụy, tre làng hàng vừa râm bóng, dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau, dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Ai có đi xa nơi chốn nhau, cắt rung mây tâm tia rồi nhớ nhung và viết trong lòng. Hương vị cuốn nước lèo đã sang quê em, bánh bia dùng thơm ngọt lòng trao du canh, điệu múa lâm toán đêm chùa giới cai, hội nói nhân ân tình của lữ khách phương xa. Một tràng tay cho Trung Hậu. Wow, tiết mục rất là hoành tráng đúng không ạ? Chú thấy có một đoạn rất là vui, đó chính là con hát xuống xề cái con giật cái mình, cái trời chú ngồi dưới chú cũng muốn té ghế luôn. Quá trời đi, 12 người, thường vũ công là chỉ 8 người thôi. Dạ. Tại vì sân khấu này mà, đây chơi 12 người lại lấy dân số đè luôn. Đã vậy chương trình còn đàm đầy đủ hết, cừ cỏ ha, ra tới lúc mà gặt được lúa. Những chỗ nào nhỏ con tôi nó hát nó bị đơ đứng chỗ, cái là cái vàng bọc bọc nhỏ liền. Tại vì biết ông xảo thuật của huấn luyện viên quá dữ dội. Ông thấy chỗ nào không được, ông đẩy vô, ông xào, ông trẻ, ông đưa người, đưa gái đẹp qua. Tôi lo tôi ngắm gái đẹp, tôi quên hết trơn. Nó xuống chữ bờ một cái, tôi lội qua bờ luôn rồi. Nhưng mà tại vì con hát hay con ơi, con cái cố chất của con, cái giọng con hay, nó nít mà hát phải chật chứ đâu hát trúng hoài. Cô Trang lâu lâu phải chật mà. Dạ. Nhưng mà tôi khoái, bởi vì á con hát xuống chữ bờ mà con thấy con chưa vô được tới bờ, con giật mình, cái duyên lắm. Cảm ơn cô Việt Hương. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Con có một cái chất giọng rất là đặc biệt, rất là tự nhiên. Và do cái giọng của con nó quá vang, quá sáng, cho nên khi con hát con cảm giác nó bị cao hơn cái bình thường. Và cô mong là con phải tự biết mình đã có được cái giọng hát hay rồi thì mình phải kiểm soát chặt chẽ từng cái nốt nhạc của mình khi mình hát nha con. Nhất là mình hát cải lương nữa đúng không? Cảm ơn ban giám khảo. Còn thầy Quốc Đại nè, cô Phạm Lịch nè, có chia sẻ cảm xúc như thế nào không ạ? Đã lên tới đây rồi, mình thầy thì không thể nói là tại bị cái này cái kia, nhưng mà xin phép là chia sẻ thêm. Bởi vì ca cổ thì khi mà hát giọng cổ thì con chỉ có có thể hát một cái dây đó thôi, cái tông đô thứ thôi, là cái dây đó là tông đô thứ của giọng cổ. Mà cái bài khi mà một cái bài tân nhạc là Sắp Sờ Bài Sóc Trăng thì khi mà con hát chính thì nó không phải là cái tông đô thăng thứ, nên khi mà cái chuyển từ một tân nhạc qua vô câu giọng cổ có lẽ là con chưa quen. Thầy Đại đưa ra một cái bài hơi khó chịu với con. Đây là một cái rút kinh nghiệm của thầy nữa. Và đặc biệt là dòng này thì Hậu chỉ có một ngày một để tập được với Quốc Đại. Tại vì cái lịch thi đang là cái lịch kiểm tra học kỳ của con ở trường, nên hôm nay con đã làm như vậy thì thầy cảm ơn con rất nhiều, là con đã nỗ lực rất nhiều. Dù có đi tiếp hay không, con hãy tự tin đi, bởi vì ban giám khảo rất thích giọng hát của con. Cảm ơn thầy Đại. Rồi tự tin lên, chờ kết quả. Một tràng hô tay nữa cho Trung Hậu. Yến Trang cùng với học trò cưng Quang Hiểu sẽ mang đến tiết mục như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Hiểu, tới rồi đó con. Nè, nghe ba dặn nè, cố gắng lên nha con. Ba hãnh diện vì con lắm. Nè, qua thưa bà nội đi rồi đi thi nghe không? Nội, cháu nội của nội nè, kỳ này đi thi ráng thi cho giỏi nghe không con? Ủa chú ba Hiểu con. Con chào bác, chào anh hai. Trời ơi, hôm bữa lên tivi mặc bộ đồ vest sói ca gần chết. Trời ơi, rồi hôm nay mặc áo dài đâu ra coi in cái gì? Trời ơi, ông ơi in bến nhà rồng luôn ông ơi, đẹp quá. Rồi đi lên Sài Gòn thi đó phải không? Chú nói nhiều quá. bị gì tôi hâm mộ nó. Rồi bây giờ hát cho chú ba với lại bà nội nghe thử coi. Hát đi con. Quê hương là con diều biết tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông, quê hương là cậu trẻ nhỏ mẹ về non lá nghìn tre, quê hương là đêm trăng tỏ hoa câu dùng chắc ngoài thề, quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nối thành người. Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hương dương, nếu là mây tôi sẽ là một phần mây ấm, là người tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ năm xa hoài bát bao tin nối liền, là hoa tôi nở tình yêu ban sớm, cuộc muôn trái tim đắm say hòa bình, là mây theo làn gió tôi bay khắp trời. một phần trình diễn tuyệt vời, một tràng vỗ tay thật to thưa quý vị. Hôm nay thì không chỉ là Quang Hiểu làm mọi người bất ngờ mà ngay cả cô giáo Yến Trang cũng như thế. Trang đứng ở phía sau hỗ trợ cho Hiểu, không hát cùng với con nhưng mà Trang múa rồi sau đó là cùng với học trò của mình thực hiện cái màn đu dây bay rất là mạo hiểm. Nó tạo một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Cảm thấy xúc động vô cùng với hình ảnh đó. Một lần nữa cảm ơn Yến Trang đã hỗ trợ cho học trò cưng của mình trong tiết mục này. Cô rất là thích cái đoạn mà con lên tông. Đoạn đó rất là khó con ạ. Bởi vì không phải lên từ đoạn này chuyển acco để qua một cái đoạn mới, mà là chuyển bên trong cái đoạn đó luôn. Chuyển mới có 2 câu con, còn 2 câu sau là chuyển luôn. Cho nên cái hợp âm nó rất là khó nghe. Nhất là khi mà âm nhạc lên cao trào mà con đã nghe được thì cô cảm nhận được tụi con đã học hỏi được rất là nhiều điều từ chính cuộc thi này. Cho nên đó là cái điều cô rất là mừng. Và cái sự nỗ lực của cả 2 cô trò đưa tới một cái tiết mục nó hoành tráng như vậy. Cảm ơn cô Đoan Trang. Ngày hôm nay mới thực sự là chú nhìn thấy là tình thầy trò ở trong cái bài hát này. Tức là chú nhìn thấy nó thể hiện qua cái cách diễn của cô Trang và con. Bữa nay có bắt đầu lộ vẻ sói ca ra rồi. Hơi sexy một chút khi cô Trang ôm một cái nó dang nguyên cái áo ra, thấy nguyên cái giếng. Chú gửi con 10 điểm. 10 điểm từ giám khảo Hoài Linh. Mời giám khảo Thanh Hằng. Cô xin gửi con 10 điểm. 10 điểm. 2 điểm 10 từ 2 vị giám khảo rồi. Còn 2 điểm số của 2 vị giám khảo còn lại chúng ta sẽ biết sau Hiểu nha. Tiết mục Thánh Giống. Quý vị, đó là bé Quỳnh Như. Cảm ơn nhóm bè Cadillac và 2 chú nhạc công đã hỗ trợ cho bé với tiết mục này. Ôi ôi, con gái khóc rồi kìa. Ôi cô Trang ơi, bé khóc rồi. Ok, con làm tốt rồi nhá, sao khóc nào. Nên ok. Đây là những cái giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt yêu thương dành cho cha mẹ của mình khi con thể hiện cái bài hát này đúng không? Sao con khóc vậy? Tại vì con rất là thương ba mẹ của mình. Này ba mẹ con ở đâu? Mẹ ngồi dưới kìa. Ồ, mẹ con đang cười rất là tươi bởi vì con trình diễn rất là hay. Mẹ con cũng hạnh phúc lắm nha. Thực ra hôm nay Quỳnh Như đã rất là giỏi khi mà đứng ở trên sân khấu một mình như thế này. Rất là khó. Quỳnh Như của chúng ta tuy rất là bé nhưng đã đặt rất là nhiều tình cảm vào ca khúc này. Thì quý vị còn ngại ngùng gì mà không cho bé một tràng pháo tay vậy? Ok, đúng nhá. Được rồi con ha, mọi người đều yêu thương mình hết, không khóc nữa nè. Cảm ơn cô giáo Yến Trang và xin mời giám khảo Hoài Linh. Cái phần sau á, con hát tốt hơn cái phần trước. Và bởi vì cái phần trước chú nghĩ là con mới vừa ra, con chưa ổn định được tâm lý, cho nên cái cột hơi của con đó nó chưa có chắc lắm. Thì cái phần xuống thấp á, nó hơi bị chênh phô. Còn về cái mặt của con khi con biểu cảm thì rất là dễ thương. Về cái phần sau á, ví dụ như là hi, rồi con nghĩ chút vọng, tự nhiên cái nó mất cái nghĩa đó. Nếu mà mình nghe mình đang cảm giác là hai cái chữ hy vọng đó, nếu mà con đi liền nhau luôn, tức là con kéo, con ngân cái phần kia và con kéo luôn hai chữ hy vọng thì nó sẽ hay hơn. Ý chú Hòa Đông muốn nói là hát lơi cũng được, hát lơi nhưng mà phải đúng chỗ đúng nơi, nếu không thì ý nghĩa của bài nó đi chơi nơi khác. Dạ. Mời giám khảo Quang Lê. Bây giờ chú hỏi là con bao nhiêu tuổi trước? Dạ con 9 tuổi. Đây là lần đầu tiên chú nghe con hát. Thì chú nghe rất là kỹ. Trong bài hát con hát hay, nhưng mà chú nghe thì có một sự tính toán rất là kỹ. Lúc thì con phá dòng bự, lúc con bỏ dòng nhỏ. Chú vẫn mong là chú muốn nghe một cái gì đó nó mộc mạc hơn, thì chú sẽ có nhiều cảm xúc hơn. Giờ một tràng vỗ tay dành cho bé Quỳnh Như dễ thương của chúng ta. Chúc mừng con. Cách lòng sống sẽ chứng cho kiếp chân truyền. Thương sao cô gái Việt Nam như đóa hoa cống dung ngôn hành. Ô tan tình ta ngổn ngang đoạn trường bước đi là đường. Cuốn thân mình để mở mang nước non đất ô lý ghi lòng son. Hạt mưa thấm đất hạt còn chơi vui. Chàng trai nước Việt, tôi là người trai nước Việt. Xưa sinh ra mang phận làm người, từ thuở hồng hoang đến với đất trời. Mang thân trai trên đầu đội trời, bàn chân ta đạp đất ra khơi. Chàng trai nước Việt, tôi là người trai nước Việt. Tôi sinh ra bên bờ ruộng nghèo, cũng là đồi nương sống núi treo leo. Theo gương cha lên đường ngoằn ngoèo, đường quê hương quê nước non theo. Xưa từ theo bè ra riêng hại mịt mù sóng xô. Đã trời chẳng ai cũng từng. Ta cất tiếng gọi toàn dân đồng tâm trong phường Giang. Đã dẫm nắng quê hương mộng. Đang trong giông bão lấp con thuyền, nhưng thuyền nước Nam vẫn hiên ngang trên sông. Mặc ngài do ba đào không chùng bước hy sinh. Tiếng giọng quốc hồn của đấng tiền nhân như thúc giục lòng ta phải thi gan cùng tuế nguyệt. Nước non thăng trầm nhiều phen từ ngàn xưa, cháu tiên con rồng nguyên một lòng vượt sóng to trùng dương. Gâm qua như rồng lượn quanh ta, như rồng lượn quanh ta dương vang sơn hà. Coi trời bao la âm ba muôn nhà giang khúc ca. Hãy yêu dân ta như yêu nước thiết tha. Dân là máu xương, là hơi thơ muôn đời. Hỡi giặc tham tà hãy lắng nghe đây, Trần Hưng Đạo sẽ chém tan thây kẻ lăm le thôn tinh. Máu của dân ta đã đổ qua nhiều rồi, linh hồn bất tử bảo vệ cõi trời Nam. Đại kỳ kiêu hùng ngàn năm, bao bước chân âm thầm của tiền nhân, bao an cơ đồ, bao lần dời đô, toàn tin đường quân giá màng. Tiếp sức ta hoài thần tung quanh gươm, chiếm tan quân thù vai thay giáp mi công còn cho chúng bay. Thôi kinh lợn nước Nam hơn đạo dương, giếng quân thù công tiếng thương. Nam quốc sơn hà nam đế cư, thiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lại xâm phạm, như đang hành thang thú bại hư. Phá cường địch, phá hoàng ương. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó biến giác bất hòa, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng đi vũ trụ. Vang từ núi xa 4.000 năm Việt Nam. Việt Nam rằng người Việt Nam mãi du hồn non nước trường tơ. Ngàn trùng máu dân ta đổ trên núi đồi, máu dân ta đổ loang cánh đồng, máu dân ta đổ trong rừng sâu, đổ loang dòng sông. Từ bọc trứng ngon cơ nở trên đất lành, có chăng con tòa đi gấp biển, đất cha ông nguyện đem mồ hôi, đem máu thịt làm phù sa tưới bón quê nhà. Từ ngàn xưa máu dân ta tô hồn sử xanh, chỉ dân ta nuôi thời liệt oanh, khi thiên nhiên sâu đời kiêu hùng. Ngàn sau tiếng quê hương du hồn Việt Nam, đất đai thiêng nuôi người sông linh thiêng hồn non nước. À đoàn kết các dân tộc chung nhà Việt Nam. À đoàn kết các dân tộc mang hồn Việt Nam. Việt Nam. Dân tộc chung nhà Việt Nam. À đoàn kết các dân tộc mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt Nam. Hồn dân tộc dạy ta làm thi sĩ, quá khứ nhiều mà ta chẳng già nua, mai gắn lại những vết thương xé thịt. Dân tộc mình mở tới một trang vui. Một lần nữa hãy cùng dành một tràng pháo thật lớn cho bé Thái Hạp. Thật sự thì Quốc Đại cảm thấy mình rất là ác với con nữa. Cái dòng trước là một cái liên khúc mẹ cũng là nặng với con, mà con đã vượt qua một cái xuất sắc. Hôm nay thì nhiệm vụ của thầy là phải đặt cho con cái thử thách khó hơn, nhưng mà hôm nay con đã làm rất tốt. Những cái bạn mà hát những cái bài hát này sẽ có một cái giọng nó hùng tráng, nó hào sảng, nó vang, nó rền. Nhưng con thì không, vẫn cái chất giọng đó, mềm mại đó, mượt mà đó, ngân nga luyến lấy mà đẹp trong từng nốt nhạc. Nó đi xuống cái tầng ngầm sâu bên dưới, nó len lỏi vào trong trái tim của người xem. Và chú nghĩ thật sự là bị con chinh phục, cũng như là tất cả những thành viên xuất hiện trong tiết mục này. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi xem một tiết mục tuyệt vời. Những cái nét đẹp của dân tộc Việt Nam nằm ở trong tiết mục của con. Con hát rất là ngọt ngào. Và ngày hôm nay con đã có một cái điểm nhấn, đó là có một cái đoạn cải lương ở trong cái phần trình diễn của mình. Một lần nữa cô muốn nhắc là con là một người con của miền Bắc, và cô muốn gửi một lời chúc mừng chân thành đến Thái Hà và thầy Quốc Đại. Xin cảm ơn cô. Dạ con xin kính chào các thầy cô và quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Con tên là Nguyễn Thị Hương, năm nay con 13 tuổi, con đến từ Quảng Ninh. Và sau đây con xin trình bày bài hát Hình bóng quê nhà, mong mọi người ủng hộ con nha. Cầu tre qua mấy con đê thắm đượm tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xôi ngược bom ba. Ôi kỷ niệm yêu mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều. À ơi con nước lớn chảy xuôi, con thuyền chao nghiêng theo nhịp chèo bay ai ngang ngã câu hồ. Hồ ơi gió đưa gió đẩy về rẫy ăn công, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. có bay về nơi thương nhớ, nhớ bên sông xưa in hình bóng của miền quê. Gió đưa mây làm mây tím sóng xô ngập ngừng. Chiều vẫn buông vẫn còn chờ ai như tóc. Từ lúc chào đời chẳng quen đất nè, sớm trưa chiều hè. Ôi đẹp làm sao đêm sáng trăng cao gõ nhịp dài mau. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương nhân ngài tha phương. Trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng. Con ơi, con có thể hát một bài nào đó tiết tấu nó chậm hơn không? Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mấy trời lòng lòng không phụ kính công cha. Con nói chuyện thì đúng miền Bắc luôn. Khi mà con hát thì gây một cái sự ngạc nhiên đầu tiên đối với chú. Khi mà vào bài hát á, có lẽ là cái tiết tấu nó nhanh cho nên hát nó bị gấp, nó bị dồn dập và nghe nó không có điểm nhấn. Nhưng mà chú vẫn cảm nhận được cái giọng hát của con nên chú muốn thử một chút xíu nữa để xem cái sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Chúc mừng con. Với góc độ một người khán giả thì khi nghe con hát thì vẫn chưa chạm được tới chú lắm. Chú cần thêm một cái gì đó để có thể là mình hòa theo được cái bài hát đó nữa. Như vậy thì ở góc độ chuyên môn thì như thế nào thưa thầy Quốc Đại? Thầy không biết là con có mất tập trung hay không, nhưng mà cái đoạn đầu thì con hát có vẻ là không tròn trịa. Bắt đầu từ bài lý con mới tốt. Và thầy nghĩ là thầy Nam Cường đã mắm thì thầy chúc mừng con. Tại sao con lại yêu thích những cái dòng nhạc hát về gia đình cũng như là về quê hương như vậy? Dạ là tại vì nó là sở trường của con, với lại cũng có một phần giống như hoàn cảnh con. Sự là bước ra nhìn cái áo dài của con là thấy thương rồi. Nó không quá sặc sỡ, nó cực kỳ đơn giản. Mà lúc nãy con nói những cái bài hát này nó liên quan tới cuộc sống của con. Có thể cho mọi người biết một cái chút xíu gì không? Từ lớp 2 mẹ con mới dẫn con vô làm để đi bán kẹo kéo. Chú xin lỗi, chú không nghĩ là câu chuyện là nói như vậy. Bình thường những lúc con buồn á, con làm gì? Con hát để cho nó quên đi cái nỗi buồn ấy. Và hình như là hôm nay con có đi với em của mình đó đúng không? Dạ, em với mẹ con. Dạ, xin phép được mời mẹ và em có thể lên đây cùng với bé có được không ạ? Mời chị và bé lên đây. Mình vào trong Nam được bao nhiêu năm rồi? Chị vào được 1 năm. Chị ở trọ trên quận 9. Thường thì đi là chị hát cho cháu bán. Nhưng mà chị vẫn ước mơ, dù rằng cái là một chương trình nào vẫn cho cháu theo, cho cuộc đời của cháu nó sáng hơn chị một tí nữa. Lúc đấy chị cũng vui lòng. Phải cảm ơn Cường. Con xứng đáng có một nút bấm ở vòng này để con có thể tiếp tục thể hiện ở vòng sau. Nếu như mà con cần bất cứ cái sự giúp đỡ nào về ca hát sau cuộc thi thì con có thể tìm gặp thầy Đại bất cứ lúc nào nha. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho con đã về được với đội của thầy Nam Cường và thầy Mạnh Quyền Lớp học Xì Trum. Và thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh tiếp theo. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho đội của Lớp học Xì Trum đã tìm kiếm thêm cho mình một học sinh nữa rất ngoan và rất đáng yêu. quên đi mặc đồ đẹp quá ta. Đẹp không đẹp không? Đẹp, mẹ chị mới mua. Thiệt không? Thiệt. Ồ, tôi cũng đẹp lắm chứ bộ. Wow, nay bạn đồ đẹp quá nha. Thì mấy bạn con trai là hot boy, còn mình mấy Wendy là hot girl. Mà sao nãy giờ không thấy Tâm đâu hết rồi. Không thấy Tâm đâu hết rồi. Tâm ơi, Tâm ơi, Tâm ơi, chờ mình xíu, mình ra liền. Chào mọi người. Ủa? Sao ủa? Thời buổi này mà ai còn mặc áo bà ba nữa, quê lắm Tâm ơi. Bạn vô thay lại đi, thay đầm giống mình nè. Nhưng mà mình thích bận áo bà ba. Thôi, vậy thì bạn đi sau đi, để tụi mình đi trước. Mắc công đi chung với bạn, tưởng tụi mình nhà quê á. Đi. Thôi thôi mình đi sinh nhật đi. Ủa mấy đứa đứng lại, gì kỳ vậy? Em đợi anh chút xíu nha, anh quay lại liền. Mấy đứa ơi. Ủa, bé Tâm, sao con không đi sinh nhật với bạn của con? Con không thích đi nữa đâu mẹ. Con nhà trong em ngủ với lại phơi bánh tráng phụ mẹ thôi à. Sao vậy con? Mà hồi nãy con nói là con đi sinh nhật với bạn con mà. Nhưng bây giờ con không thích đi nữa. Bé Tâm, sao hôm nay con dám lớn tiếng với mẹ vậy? Con xin lỗi mẹ. Thương mẹ nhiều lắm. Nhưng mà con không muốn bạn bè xem thường mẹ, xem thường con đâu mẹ. Nhưng mà có chuyện gì vậy con? Thì về chuyện cái áo này nè mẹ. Cái áo này sao nè? Cái áo này nè, con tính là con bận đi sinh nhật. Mà mấy bạn nói. Mấy bạn nói con sao? Thôi mẹ đi làm việc đi, để con á ru em ngủ bằng 9 bài hát. Mẹ đã ru con ngủ nha mẹ. Cái nhỏ nè, hôm nay thật là không hiểu con luôn á. Có gì đâu mà không hiểu mẹ. Thôi con ru em ngủ đi nha. Dạ nha. Hãy ngủ đi em, giấc ngủ no tròn. Em à say nồng, em ngủ cho ngoan giấc ngủ ngây thơ, để mẹ ước mơ ấp ủ trên tay. Nhưng đường chỉ mai mỗi chỉ yêu thương nhắc nhở luôn rằng bên những cánh đồng hay khắp nẻo quê hương, áo bà ba mẹ mai giờ con lớn sẽ mặn ngồi nở miệng cười, xin cắn thêm trang hoa trong chiếc áo bà. Ôi chiếc áo bà ba gắn bó với nguồn quê, với bờ tre ruộng lúa, bình dĩ đơn sơ mà gợi thương gợi nhớ của thôn nữ miền quê không biết từ bao giờ. Mẹ gửi vào đây và em mong chờ, dẫu mai đây em sống đời nhung lụa, em chớ xa rời manh áo quê hương. Là hình ảnh con đỏ bên nước yêu thương, là lũy tre xanh, là cánh cò trên ruộng lúa, là nghĩa là nhân là thủy chung son sắc, là nhạc là thơ làm sai tấm lòng người. Cái nhỏ này nè, hôm nay nói chuyện á y hệt với bà già vậy á. Thì mẹ dạy con sao á, con dạy em vậy. Con dạy em sao nè? Dạ con dạy em vậy nè mẹ. Vất vả trên nương, áo dựng bên mình, mến cả ân tình che nắng che sương, áo dầu đơn sơ cũng đầy thơ, áo ở trong mơ để lòng ngừng ngơ, áo chẳng kêu xa. Sống thưa mà nó chết rồi hai tình đi con, nghe con chim sao hót gieo giòn trên cành cao trước ngò, và những câu hò miên man trên sóng nhỏ, tiếng mõ trâu nhịp vàng cua ở đầu thôn, rồi mẹ sẽ nhóm hồng tươi bếp lửa cho mùi cơm thơm nguyện gói sương chiều. Vì em ta khi lớn con phải xa rời vòng tay mẹ, nhưng sẽ nhớ về xóm nhỏ yêu thương. Áo bà ba mẹ mai bằng ước vọng, cho tâm hồn con sống mãi quê. Dạ tụi con chào bác. Chào các con. Tâm ơi, cho tụi mình xin lỗi nha. Hôm nay á, Tâm bận đồ đi sinh nhật á, là đẹp nhất luôn á. Thiệt không? Thiệt. Áo bà ba đẹp sao mà thon thả, dáng thì thà dân mượt mà như lý tre quê nhà. Cảm ơn các con một lần nữa, tất cả các anh em trong gia đình ông Năm đã hỗ trợ cho tiết mục của một thành viên. Và đặc biệt xin cảm ơn nghệ sĩ Cẩm Hiền, và đây cũng chính là mẹ của bé Ngọc Tâm. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều đã đến với chương trình này ạ. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn các con nha. Tâm, hôm nay đứng đây hát với mẹ con có run không? Hay là có mẹ bên cạnh thì mình tự tin hơn? Dạ, cũng hơi run. Hôm nay như giọng con bị khang hay gì phải không Tâm? Dạ con bị bệnh. Bị bệnh gì nè, mấy ngày rồi? Dạ 2-3 ngày. Ôi hèn chi nghe cái giọng của con nó không có được khỏe như những lần trước ha. Rồi tất cả mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho con mà. Mời các cô chú, mời cô Thanh Hằng. Bài ca này nó thông điệp nói về một cái dệt lên cái chiếc áo bà ba của quê hương mình, rất là hay và rất là có ý nghĩa, mà cộng thêm hôm nay con hát ca được ca chung với mẹ nữa, đó là một cái niềm kêu bằng là hạnh phúc lắm phải không con? Dạ. Như vậy là cô cũng xin chúc mừng con. Còn cái giọng ca con đừng có lo, tại vì cái bệnh của mình mà cái khang tiếng này nó cũng bình thường lắm, không có sao đâu. Cô chúc mừng con đã thể hiện xong cái bài ca này rất là dễ thương, rất là ngọt ngào. Con cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Bài này hữu quốc dựng dễ thương. Cái dễ thương nhất là hai mẹ con xuất hiện cùng trên sân khấu. Tôi thấy dễ thương là bà chị ru quá trời, ru tới ru lui, xong nguyên một nhóm anh em vô đứng ngay cái nồi là sùm hết trơn á, trời ơi. Thấy tội nghiệp đứa nhỏ trong nồi hơn. con đó, con cứ bu là cái nôi con hoài đứng. Ổng dặn con rồi đi ra đây. Có không, dặn chứ phải không dặn đâu. Có dặn nhưng mà tại vì lúc đó cháu đang diễn thì đã cái nhóm thần kia ra sớm quá. Hoặc là con, nếu mà con xử lý nhanh á, là con vừa thấy các bạn á là con phải chạy con trốn đi. Thì các bạn sẽ đi tìm con đó. Thì lúc đó các bạn sẽ nói và nó sẽ hay hơn. Trên những cái clip bánh tráng này, mẹ con hàng ngày nuôi sống gia đình bằng những cái clip bánh tráng này nè. Đó con. Và con khi con mắc cỡ, con mắc cỡ là các bạn nói con không có áo đẹp rồi này nọ. Nhưng đối với con cái chiếc áo bà ba nó vẫn là cái mà con hãnh diện. Dạ cái này chắc có lẽ là phải nói với lại mấy anh em của con á. Mấy anh em của con diễn nhiệt tình quá à, bu vô cái nồi nói như không trốn không người. Nhưng mà cái đoạn mà thích là đoạn tất cả các anh chị em của con hát chung một cái câu đó rất là dễ thương. Còn riêng cái giọng của con ngày hôm nay rõ ràng là con có khang tiếng thiệt, thì rồi nó bị rung. Rồi ráng cố gắng nha con. Dạ cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Rồi bây giờ thì con sẽ vào trong, con uống nước chanh nha, chanh muối để kia giữ giọng cho mình. Với lại con sẵn là con chia sẻ cho ông anh hai của con uống luôn nha. Ông cũng đến cái độ bể tiếng đó. Cái chỗ mà cái câu hát chung mà tự nhiên cái nghe một cái bè trầm thiệt, trầm xuống dưới vậy nè. Áo bờ bờ. Dạ nghe xong muốn xé áo ghê vậy. Cảm ơn con đã mang đến một tiết mục dễ thương. Trình Thái Hậu, Đức Vua đã về đến Hoàng Cung và xin được vào diện kiến cùng Thái Hậu. Ngươi ra bẩm báo với ngài ngữ rằng ta không được vui, xin ngài ngự hãy quay về. Và muôn tâu đi. Tuân lệnh. Ai à? Trình lệnh mẹ, ngày mai là ngày vũ kỵ của Tiên Dương. Con mãi mê săn bắn ở rừng Thuận Trực. Trên đường về gặp phải mưa to gió lớn, thuyền ngược nước, nên con không về đúng như lời mẹ dạy. Con có lỗi, xin mẹ hãy phạt tôi rồi tha thứ cho con. Mẹ đừng giận, kéo hao mòn ngọc thể. Cảm ơn ngài ngự đã để lòng lo lắng. Nhưng kể từ bấy giờ ngài chớ bận tâm, đừng chầu cũng để hộ ta nữa. Quyết từ cuốn lục kia đem xé cho rồi, ngài ghi chép lời ta chỉ càng thêm mai mia. Lời mẹ, con không dám. Ngài không dám từ cửa miệng bờ môi, chứ thật trong lòng ngài đấu kiên nể. Dẫu khi Tiên Dương ngài còn dám xem thường, thì có nghĩa gì những lời ta dấu. Xin mẹ hãy tha thứ cho con. Thôi đêm đã quá khuya, ta cần nghỉ ngơi, xin ngài hãy lui về. Mẹ ơi, đi. Con đã biết tội con rồi và sẵn sàng chờ đến mẹ phạt rồi. Chỉ cầu mong mẹ tha thứ cho con. Nếu cần gìn giữ kỹ cương thì trăm rồi mới đáng tuổi vô nghề. Không cần phải nể tiếng gì, ta sẽ thi hành để làm gương. Không dạy được con là tội ở nơi ta. Kìa mẹ, đừng đánh nữa mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi. Lòng con đau cùng tiếng dương coi trời xa xăm trong tay phương mà đâu danh sang hà biết con như vàng làm sao. Mà ta không còn phận mẹ dạy con mình có hiếu thân giữ gìn gương nghĩa nhân. Mẹ ơi trong lòng con mẹ như gì tính đâu từng bước con đi mẹ dần lối đưa đường. Con luôn thấy mình nhỏ dại rồi sách chữ nôn, sách thập điều, điều gió chính tay ngài ghi chép. Ngài biết dạy cho người những điều hay đẹp, sao đạo làm con ngài không giữ cho tròn. Lời dạy của mẫu thân như thước ngọc khuôn vàng, con trẻ xin khắc ghi trong tận cùng tâm nào. Nếu được vậy thì ta rất mừng. Thôi đêm đã khuya, ngài ngự hãy lui về an nghỉ, để sáng mai còn lo cho ngày kỳ của tiên chương. Nhưng còn tội bất hiếu của con, xin mẹ hãy phạt rồi thì con mới yên lòng là mẹ đã tha thứ và không còn hờn giận. Rồi con dâng mẹ và cúi xuống đây chờ nhận lãnh tội hình. Ngài vui chơi săn bắn, quan quân theo hầu ngữ sức nhọc nhằn, lại còn phải hộ giá ngài giữa đêm gió mưa sét lạnh. Nếu như ngài muốn ta tha không giận thì ngài hãy ra lệnh ban thưởng xứng đáng cho quan quân. Ta không cần phạt soi và coi như ngài đã đói không chuộc tội. Con đội ơn mẹ và xin làm theo lời mẹ dạy. Con ơi mẹ. Một tràng pháo tay cho Trung Hậu. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Hà Như cùng với nghệ sĩ Hoàng Chương rất là nhiều về đã hỗ trợ cho Trung Hậu trong tiết mục này. Sao rồi khóc con? Con diễn chưa có đạt. Là do con té xong con sợ quá, con diễn hỏng được, hay là bản thân của con là cái vai con nặng quá con làm không nổi hả cô Hương nghe? Dạ thì cái vai nó không có nặng đâu, tại con té chứ con sợ. Đúng rồi. Nhưng mà con có biết không, cô Như á, cô hát ngàn tuồng rồi, thành ra là khi mà con có trục trặc cái là cô Như bao cho con hết luôn. Nhìn lên đúng như mẹ dẫn con đi vậy đó. Cô cứ dẫn, cô dẫn theo con, cô vuốt theo vậy dẫn đi, hai mẹ con bị gì hết. Mặc dù run sợ nhưng cái giọng lại không có run ha. Cho nên nay về cái phần hát là hoàn chỉnh, phần diễn chưa có đã. Bị gì mình té bước ra, vua nào vừa bước ra là đuổi vậy. Bé nó học diễn bao giờ đâu. Thì đó. Nhưng mà cũng là một cái bài học cho con đó con. Tại vì đã bước lên sân khấu rồi là mình phải sẵn sàng đón nhận bất cứ cái rủi ro nào xảy ra, có thể rớt micro hay là có thể trợt té. Trời nhưng mà mình phải cố gắng là vượt qua. Con cứ hãy bình tĩnh, đây là một bài học cho con, sau này gặp sự cố như vậy đứng lên điềm nhiên diễn tiếp bản lĩnh như vậy. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Coi như hôm nay không được khai sắc thôi khai sáng con ha. Rồi rút kinh nghiệm đợt sau. Không sao cả, một tràng hố tay nữa cho nhạc phim Aladdin. Và cô bé này đã hát lại cái ca khúc nhạc phim Aladdin và lời Việt thì do Ái Phương viết lời. Thì do đó một cái ca khúc nhạc phim thì chắc chắn sẽ là một cái thử thách khó đối với cái độ tuổi của mình rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ lắng nghe và nhận xét từ các thầy cô trong ban giám hiệu nha. Xin được mời cô Đoan Trang ạ. Wow, cô không ngờ một cô bé 9 tuổi mà có thể hát được một bài hát này. Cô muốn một tràng pháo tay nữa dành cho con. Cảm ơn cô ạ. Đây là một bài hát âm vực quá rộng đi, bởi vì nó có cái phần đầu là những cái nốt giới thiệu, cho nên là nó rất là thấp, bởi vì đó là những cái nốt tự sự. Rồi sau đó nó mới đi vào cao trào và đẩy cao trào liên tục, thì bắt buộc mình hát rất là mệt đó con. Mà con có một cái giọng hát khá là hoàn chỉnh. Ban đầu thì khi mà cô nghe giọng con lúc đầu thì nó hơi tối á, thì cô cũng vẫn lại lo cái câu chuyện về tông. Nhưng mà sau đó là cái phần sau quá cao, thì đây là câu chuyện về âm vực. Mà với một bài hát âm vực rộng như vậy thì chắc chắn là thầy của con không có cách nào khác là chỉ giữ cái tông đó để đủ cái lực hơi của con để giữ được những cái nốt ở dưới, những cái nốt trầm nhất và nốt cao nhất cho con thôi. Và như vậy là một cái sự cố gắng rất là lớn của con rồi, và cô đánh giá rất là cao, rất là tốt, rất là tuyệt vời rồi. Bởi vì cái phần biểu diễn này được dàn dựng rất là hoành tráng, có các cô chú xung quanh với những cái đạo cụ rất là to. Một em bé 9 tuổi nếu như không đủ kinh nghiệm thì tụi con sẽ dễ bị choáng ngợp. Rồi còn đeo ở trên đầu những cái nón này kia, mặc áo váy dài, rồi phải diễn với các cô chú mà ở cái thế lực đen tối đó, là trong cái phần điệp khúc đó. Nhiều cái phần đó cộng hưởng lại cho thấy là con là một em bé rất là bản lĩnh. Và đây là một phần biểu diễn thành công đối với cô. Xin chúc mừng con và thầy Quốc Đại của con. Dạ, cảm ơn cô Đoan Trang. Con mời cô Ốc Thanh Vân nha. Dạ, người biết không, cô thích bài hát này khủng khiếp luôn. Không biết là mọi người đã xem bộ phim Aladdin phiên bản mới nhất chưa? Bộ phim này với phiên bản lồng tiếng Việt á, hay nhức nhối. Tất nhiên là sẽ có sự so sánh giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt, nhưng cô thấy rằng là ở bản tiếng Việt gần gũi và mọi người hiểu được hết tất cả nội dung. Và cái đoạn nàng Jasmine phải chiến đấu để bảo vệ vương quốc của mình và không thể im lặng trước những cái thế lực xấu nữa, một cái đoạn mạnh mẽ mà cho thấy cái cá tính của cô nàng này. Nên đến khi mà cô thấy là tiết mục của mình là hát lại bài hát này, cô có hơi ngạc nhiên là ủa tại sao nếu vậy không để cho Gia Nghi hóa thân thành nàng Jasmine luôn với bộ trang phục đó, cái bối cảnh đó thì sẽ rất là đẹp. Nhưng mà sau đó thì cô đã hiểu lý do. Thông điệp rất là hay và được lồng ghép trong bài hát này, và thật sự nó rất là phù hợp với ngay lúc này. Trong cái lúc mà mình đang ghi hình thì vừa rồi vừa mới xảy ra một vụ cháy rất là lớn ở Hà Tĩnh. Làm sao để con người ta có thể bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp đây? Tất cả là phải nhờ ý thức của mọi người, và chúng ta cần phải làm điều đó. Và một đứa trẻ nhỏ như con cũng đã hiểu được điều đó rồi, và con đã thể hiện trong ca khúc này. Cô rất là cảm phục cái việc mà con đã rất là cố gắng cho bài hát này, cũng như là cả sự dàn dựng của thầy Quốc Đại. Cô nghĩ đây là một tiết mục rất là đẹp. Đúng là chúng ta không thể im lặng được nữa, chúng ta sẽ phải lên tiếng, và mọi người đều phải làm tốt cái việc này để bảo vệ mọi thứ xung quanh, đúng không con? Riêng đối với Gia Nghi thì hồi nãy cô Đoan Trang có góp ý con về phần giọng hát rồi, chắc là bạn Nghi cũng biết rồi. Thì mai mốt cô nhắc Nghi chút xíu thôi nha. Đôi khi mình diễn đó thì có những lúc trang phục hay là tóc của mình á, nó có thể làm mình hơi bị phân tâm một chút. Cô biết là con cũng không muốn, nhưng mà lúc mà bước ra sân khấu lúc đó con đang rất là đẹp, nhưng mà tóc con che mất tiêu, còn thấy con bên mắt à. Nếu mà mình hát mình thấy con bên mình cũng hơi khó chịu, đúng không? Thì lúc đó mình có thể mình linh hoạt xem mình có một cái động tác nào đó để mình hợp lý hóa cái chuyện mình hất tóc hay không. Cái đó chỉ là một chút xíu nhỏ thôi, Gia Ghi sẽ làm được điều đó. Còn về cơ bản thì con đã làm rất là tốt rồi, và cô nghĩ là tiết mục này chắc là sẽ rất là nhiều người thích và sẽ chia sẻ rộng rãi đó. Thầy Đại Nghĩa tính làm thơ nữa. Em đâu bắt lỗi gì đâu mà anh... Cái dáng tóc thôi cũng bắt lỗi con nhỏ nữa. Cái đó là em nói bé là lần sau bé lưu ý hơn thôi. Chứ hình ảnh bé đẹp tự nhiên che mất bên mắt rồi. Mới có 9 tuổi hát một cái bài nó khó như vậy, nó cần phải có cái sự tập trung cao độ. Thời gian đâu, tâm trí nào mà nghĩ tới cái chuyện cọng tóc nó che cái mặt. Trời ơi con ơi, nói thiệt nha, cỡ như chú hay là cô Dân mà hát cái bài này bây giờ tóc nó ụp nó che hết cái mặt, chú cũng không có tinh thần mà dán ra nữa con. Thật sự thì thầy Đại cũng thấy mình rất là ác khi mà đã giao một cái bài hát này cho con. Bởi vì đây là một bài hát mà thầy đi xem phim thầy quá thích đi, và thầy nghĩ rằng mình phải làm ca khúc này trên Thử Tài Siêu Nhí. Nhưng mà thầy hay chứ, thầy cập nhật vừa cái bài hot của phim mới của Aladdin nè, thầy vừa cập nhật cái tình hình thời sự bây giờ, vừa cháy rừng xong, cho nên là rất là cộng hưởng, rất là hiệu quả. Nhưng mà đối với thầy hôm nay, con đã làm rất tốt so với những gì con đã tập cho tới giờ. Tới hôm nay là thầy thấy con phát triển rất là tốt, mà mỗi ngày con mỗi tiến bộ rất là nhiều. Thầy tin rằng là nếu như mà con có cơ hội đi tiếp, con sẽ làm còn nhiều điều tốt nữa. Cố gắng con nha. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì chúng ta vừa đến với một cái tiết mục dự thi mà nó không chỉ dừng lại ở việc là nhận được bao nhiêu điểm số, mà chúng ta đã nhận được một cái thông điệp rất là rõ ràng từ tiết mục dự thi của bé, đó chính là hãy bảo vệ yêu thương môi trường. Và chúng tôi cũng muốn được gửi lời cảm ơn đến với Vũ đoàn Phương Việt, đến với các thầy cô trong lớp học Nhi Sắc Nhí và tất cả những thầy cô trong ban giám hiệu của trường Thử Tài Siêu Nhí đã tạo một cái sân chơi ngày hè như thế này để các bé có thể mạnh dạn nói lên những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. Một lần nữa chúc mừng con. Bình minh đến làng chim triêu trinh, em tiễn anh xa công làng với đôi mắt thân thương. Giặc tan rồi anh lo xây dựng lại quê hương, cho đất nước thêm giàu thêm đẹp. Mai mốt có ghé vào đây em lại đây, anh bán nước và cho anh nghe cuộc mát năm nào. Một tràng hot tay cho Trung Hậu. Xin cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt. Chị Việt Hương ngày hôm nay với phần trình diễn của Trung Hậu thì chị đang cảm xúc như thế nào ạ? Hồi nãy con cái tuần trước con hát xong con khóc quá. Tuần này hát xong cười te tét là biết tự tin rồi, đúng không? Nhưng mà có một cái này là cô Việt Hương với cô Đệ Chú Đệ Nghĩa hai đứa nè nói cái y chang nè, nhắm mắt lại nghe giống như cô Thanh Kim Huệ. Ê, cái con vừa mới cất lên sốc quá rồi cái cô nhắm mắt lại, cô quay qua chú Nghĩa, cái hai đứa là Thanh Kim Huệ tự nói trong bụng luôn, hiểu không? Mà con biết không, cô Thanh Kim Huệ là giống như là một biểu tượng á, khi mà mình hát cái gì mà cái giọng hơi gió lên cao mà khó đó là sẽ nghĩ tới cổ, mà con làm được cái điều đó. Nhịp chắc, hát tốt, ngọt ngào, còn gì để cãi nữa chứ, giả gạo ra thành nước rồi. Dạ con cảm ơn cô. Dạ xin mời chú Đại Nghĩa. Con hát thì vẫn hay, cái giọng con vẫn là như thế. Nhưng mà để gọi là có gì đặc sắc và ấn tượng hơn với chú không? Thì con không ấn tượng với chú như tuần vừa rồi. Lẽ ra càng vào sâu bên trong thì mình phải càng có những cái sự đột phá nhiều hơn nữa. Các bạn khác cũng vậy. Khả năng các bạn thì các cô chú đây nhìn thấy rất là rõ. Nhưng mà mỗi một tuần các bạn cố gắng làm một cái điều gì đó nó mới hơn, nó hấp dẫn hơn, để nhìn thấy wow, Trung Hậu bữa nay nó hay hơn tuần trước, nó khác tuần trước rồi. Nha, cảm ơn con. Cảm ơn chú Nghĩa. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Đúng là cái giọng của con nó như là cái chuông vậy đó, nó rất là vang và nó rất là đẹp. Cái tuần này á, con hát chắc chắn hơn. Tuy nhiên là con nhớ giùm cho cô là phải có cái thần khi mình biểu diễn. Tại vì bây giờ không phải là mình có năng khiếu hát không, mình hát ở trong trường, ở trong xóm nữa, mà mình đang bắt đầu dần chuyên nghiệp lên, đi thi những cuộc thi lớn hơn, lên tivi, sân khấu lớn ha. Nhớ cho cô là các ca sĩ hơn nhau là ở cái thần, ở cái cách mình biểu diễn trên sân khấu nữa, chứ không phải chỉ là giọng hát không nha con. Dạ. Cô chúc mừng con. Dạ con cảm ơn cô ạ. Một tràng hô tay nữa chúc mừng cho Trung Hậu đến từ đội Ban Cùng Sắc. Uống ngụm nước trong em nhớ dòng sông đẹp quá quê hương. vẫn đứng bên cầu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiêu đàn bên bờ, Kiên Giang mình đẹp làm sao. Bóng mây sánh đôi bóng núi, con chim nhạc hát điệu tình quê, một biển trời như có mẹ cất tiếng ru. Trăng nhú lên bên cạn quê hương, trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp, sao đâu đâu cũng đẹp. Trăng lấp lánh lung linh bên nước, đoàn tàu về loang loáng trên sông. Màn trời đêm yên ả thanh bình, đêm bình yên hương lúa ngả ngào, đêm bình yên nghe sóng biển vỗ về. Miền Tây ơi, dùng đất bao la đúng giường xanh biếc, nơi đã cho con một tình yêu tha thiết qua những câu hò. Hò ơi hò, hò ơi hò, hò ơi hò. Tìm dáng quê em, tình thương ấp ủ cuộc đời. Thời gian vội vã, bây giờ xa quá là xa. Dòng sông mênh mông, mai chiều nước đổ lại trong. Hương tràm trỗi nhà thơm nồng, hồn quê dẻo ngôi nhà. Ai đi miền xa nhớ về quê nhà, khắp con đường xa mến có miền Tây. Tiếng cười giọng nói trong mối tình thân thương, câu hò câu hát nghe dạt vào quê hương. Hò ơi hò, hò ơi hò, hò ơi hò, hò ơi Xin chúc mừng Quách Phú Thành, con đã hoàn thành phần thi của mình. Và cảm ơn các bạn của Vũ đoàn Chuông Gió. Những cái chỗ hát lên cao của con cực kỳ sáng và đẹp bài hát. Còn nữa là con còn diễn xuất làm công tử bạc liêu, đâu con sọt tay túi quần làm công tử bạc liêu lại cho mọi người coi coi. Nghe danh công tử bạc liêu đốt tiền nấu trứng, tỏ ra mình giàu. Cái hất mặt á, cái hất mặt rất Cái là điều giàu. ở đây huấn luyện viên rất là giỏi, không phải đẩy con lên đến tối đa, biết kềm con lại. Tiết mục này vừa đủ kiềm chế để giọng hát và diễn xuất phối hợp điêu luyện với một dàn vũ công rất là lớn, rất là chuyên nghiệp như thế. Càng ngày con càng tỏa sáng ra, con càng bộc lộ con là nghệ sĩ. Yeah! Mãi lưu truyền Cảm ơn cho cô. thế hệ mai sau. Ngay cái ngày đầu tiên chú gặp con, khi cái vòng casting đầu tiên, khi con mặc cái áo dài khăn đóng màu xanh, chú đã nói là nhìn con nó lỏng thỏng giống như là mấy ông ở trong cái đi coi đình, mấy ông từ mà giữ đình vậy đó. Chú nhìn con chú thấy thương lắm. Và tới ngày hôm nay con vẫn giữ được cái nét dễ thương đó. Con đã được chăm chút bởi ông Năm. Chú nghĩ ông Năm của con là một người phù thủy và một cái người sáng tạo. Anh có ghi rất là rõ ràng trong này nè Quốc. Hai cái câu hò đầu của con là con đã lấy lòng được chú rồi, bởi vì con vô hai cái hò rất là ngọt. Cảm ơn chú Hoài Linh. Và trước khi mấy cô chú cho điểm á, thì giờ mình lấy lòng giám khảo lại, đặc biệt là giám khảo Hoài Linh bằng câu hò hồi nãy đi con. Hò ngụm nước trong, em nhớ dòng sông Hầu. Ăn chén cơm đầy, em nhớ đất Cần Thơ. Hay quá, quá ngọt ngào. Hát chuẩn y như là mình nghe mở đĩa. Yeah, đúng rồi. Và chú hy vọng rằng sau này con sẽ là một kép chánh của cải lương. Cảm ơn chú Hoài Linh. Nếu như mà hai câu đó đã lấy lòng được chú Hoài Linh rồi thì điểm số của chú Hoài Linh dành cho bé Quách Phú Thành là bao nhiêu ạ? 10 điểm. Chúc mừng con, điểm 10 đầu tiên của đêm nay. Và điểm số từ cô Thanh Hằng 10. Hai điểm số tuyệt đối của hai vị giám khảo rồi. Còn cô Trang với chú Bạch thì chúng ta sẽ biết sau. Sài Gòn đẹp quá đi thôi, Sài Gòn đẹp quá đi thôi. Ôi gì, xinh đẹp quá. Ôi gì, tới rồi cô ơi, xinh đẹp không cô? Đẹp quá anh ơi, cho tôi một chút nha. Ăn cướp kia đứng lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Không chạy thì sao? Hai. Mới nữa hết chiều đó. Good. Ăn cướp nè. Cầm gì đó. Đi trốn chứ đi đâu. Trả đây. Không trả thì sao? Hết tôi trả nè. Mà cho tôi nè. Cô nè, hồi nữa lên xe đừng có nhảy nha, ông cướp nó giật đó. Ừ, biết rồi, cảm ơn nha. Ủa sao nhìn quen quen ta? Bây giờ cô muốn đi đâu? Tôi muốn tham quan Sài Gòn. Ok. Ủa, có phải là anh Bảy chị Tư không vậy? Anh Tư chị Bảy chứ. Ủa luôn. Em hâm mộ anh chị quá à, cho em được xin chụp hình nha. Cho tôi hỏi đây có phải là anh Tư chị Bảy trong Thử Tài Siêu Nhí không ạ? Dạ đúng rồi, dạ may đúng quá. Rồi. Sắp tới tôi có một show diễn ở bên nước ngoài. Tôi muốn mời anh chị biểu diễn. Anh chị có đồng ý với lời đề nghị của tôi không? Đồng ý, đồng ý. Vậy thì cùng đi nhé. À, mà trước khi đi, tôi muốn chụp một tấm hình để tôi làm hình ảnh quảng cáo. Anh chị cho tôi chụp một tấm hình nhé. Ông làm hiệp sĩ, ông ghẹo tôi á, ông có nhớ không? Nhớ chứ, thời trẻ trâu mà. Bây giờ mình già rồi, bây giờ mình đổi đời rồi. Bạn có nhớ Việt Nam không? Nhớ chứ, sao không nhớ được, quê hương của mình mà. Ông có nhớ Việt Nam không? Nhớ chứ, tôi với về Việt Nam nha. Thăm bà con, thăm mấy đứa bạn nữa. Ừ, thăm anh Hoài Linh nè, rồi thăm chị Thanh Hằng nè, anh chị Đoan Trang nè, anh Thanh Bạch nè, anh Nghĩa nè. Ủa chứ quên anh Gia Bảo hả? Như anh Bảo chứ, về thăm cuối cùng thôi. Tôi với bà về Việt Nam nha. Ừ, mấy đứa này về Việt Nam nha. À, mấy đứa ơi về. Cảm ơn các bạn Vũ đoàn Hải Âu đã hỗ trợ cho tiết mục này. Nghiệp biết không, thời gian gấp rút quá ra mấy cô chú quá trang không công kịp. Vẽ hai cái đường này hai bên như là hai cái cọng rau vậy đó. Bữa nay mới biết đàn bà cũng có rau. Cô Thanh Hằng cũng là người xa xứ nè. Cô Thanh Hằng chắc cũng có những cái hoài niệm về quê hương giống như hai nhân vật này phải không ạ? Đúng rồi, trời ơi, thiệt là nó xứng đáng là thử tài siêu nhí sao đâu á nha. Cưng dễ sợ luôn á, bây giờ không có còn gì phải nói. Cảm ơn cái tiết mục của thầy Gia Bảo đã dạy cho hai đứa con. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Giọng của Khả Hân thì khỏi cần phải giả già, con cũng già sẵn rồi. Chỉ có tội nghiệp cho Bảo là lúc mà trong clip con phải giả giọng già đó. Rồi đi ra ngoài, tướng của con đi lồm khồm nhìn nó cũng già thiệt. Ra cái vai ông già bà già. Chúc mừng hai con, rất là duyên dáng và dễ thương. Cảm ơn chú Hoài Linh. Và có lẽ là hai bé này là một cái sự kết hợp hoàn hảo đó Bảo ha. Ban đầu thì mỗi bé là một cái chiếc riêng. Ý kiến gì hả chị? Lát nữa chú Thầy Nghĩa nói xong á là tới cô Đoan Trang nha. Cô Đoan Trang chưa được nói miếng nào hết. Trời ơi, chưa mấy người ra già ta kỹ tánh. Em cảm ơn chị Bại đã góp ý cho em. Thôi giờ cô Đoan Trang nói cho chị Bại chứ vui đi. Trời, bây giờ chị Bảy muốn em nói cái gì chị Bảy? Nói khi mà con thi đậu á. Hay chưa? Coi như là lần này là chị Bảy gài sát dán luôn là phải cho chị Bảy đậu. Nhưng mà cô thấy là hai đứa con á là vẫn diễn lột tả được cái vai ông già bà già. Thì cô hy vọng là khán giả yêu mến tụi con bình chọn để tụi con lội ngược dòng, để tụi con có cơ hội bước vào vòng trong. Được chứ chị Bảy? Dạ được. À được rồi, chị đồng ý rồi đó, chị cho qua rồi đó. Rồi, mời anh chị vào trong nghỉ ngơi dưỡng sức. Trời ơi coi. Trời ơi cái lưng không đi với ông Hoài Linh quá rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ với hai bé đến từ đội của cô giáo Yến Trang. Ở những vòng trước thì hai bé này chọn hai cái dòng nhạc hoàn toàn khác nhau. Lần này thì cô giáo Yến Trang lại muốn kết hợp hai bé với nhau và chọn cho hai bé một cái dòng nhạc hoàn toàn khác với sở trường nào giờ của hai bé. Một cái bài hát thiếu nhi dễ thương. Và chúng ta sẽ cùng xem bé Quang Hiểu và bé Bảo Nghi thể hiện phần thi này của mình như thế nào nhé. Sắp tới phần thi của con rồi, con rất là hồi hộp. Nhưng mà nhờ có chị Nghi luôn động viên con. Và con mong phần biểu diễn của con và chị Nghi sẽ hoàn thành tốt đẹp. Mình sẽ nghe giám khảo nhận xét ha. Dạ. Dạ mời chú Thanh Bạch. Nếu mình hát đơn ca mình sẽ có quyền quyết định tất cả những cái bố cục và thậm chí là xử lý cái bài hát theo ý kiến, theo cái phù hợp với giọng của mình. Nhưng mà khi phối hợp với nhau thì mình phải cảm nhận được giọng hát của mình và của người bạn diễn của mình nữa. Điều này nó tăng cái độ khó lên. Tụi con có một sự trải nghiệm trong cái chương trình này rất là tuyệt vời để tụi con có cơ hội mở rộng nó ra, cái kỹ thuật biểu diễn nữa. Và điều này rất là cần thiết với người diễn viên sau này. Chú Hoài Linh có ý kiến gì với hai con không? Với cái tiết mục này thì hai con đã thể hiện rất là tốt cái bài này. Cảm ơn Nghi và Hiểu. Cảm ơn chú. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. quyết cởi cơn gió mạnh đạp luồn sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, chứ quyết không cam tâm làm tỳ thiếp cho người. Đi tuần tra, nghĩa bên ta đã bắt được một tên gian tế. Sao? Bắt được gian tế à? Giải vào đây. Thưa dân. Kìa, trứng muối. Giao ra. Đừng gọi tôi là trứng muối. Kể từ khi anh bán rẻ lương tâm, cam lòn cuối làm tay sai chó chặt, thì đã hết tình thâm quyết nhục. Tôi và anh giờ là hai kẻ đại thù. Trinh Huy, thôi đi. Anh nỡ tâm đem tình thân dày xéo, anh nỡ tâm quên nỗi giống quê mình. Lòng người hơn cam diêu quân Văn Loan, còn gì tình thân như anh em mình. Thà tôi xuống tay gươm xóa tan ân tình. Trinh hỡi em nghe lời anh bài to, anh phải đâu tham vì ba sang giàu, vì lòng hờn cấm nuốt bao năm người nhục, thèm lòng thân sống bên quân thù, chờ tham báo quân bình. Sao? Để lấy tin à? Không, tôi không tin. Thề chừng có hương linh, cha già soi sáng lòng. Địa đồ quân trái giặc. Bẩm chủ tướng, bồ câu đưa tin giặc bấy lâu nay là do Triệu thiếu chủ đang thầm dò thám. Đại quân nơi gì mang nặng hờn căm với bọn sói lang xeo dậy quê cha đất tổ. Trinh muội cũng là làm theo di nguyện của cha mình, nay tất cả đã trong bàn tay anh nắm giữ, vội vã trở về để sum họp cùng em. Trinh muội vui xin để đầu cùng anh, mong lòng quân muội. Đây thay lời muôn quân, cảm tạ anh buồn hy sinh vì dân, bao năm khổ đau không lời than. Khi nhìn non sông gấm qua giờ nắng tan dưới gót chân Sài Lan, trong lòng anh vẫn lửa thiên muốn cùng em phất cao ngọn cờ. Em gái nhỏ những tấm lòng em cao lớn tựa mây trời. Trong tay ta chỉ chắc thu xóa tan hết áng mây mù xâm lăng. Ngày mai sông dây đất bằng núi nưa lưu sự. Truyền lập bàn hương án. Hôm nay huynh muội chung đường sông pha. Hỡi bao quân nghĩa binh. Dạ. Lời ta thề có cao xanh, đánh quân tham tàn xâm lăng. Đất trời an nam. Tiếp cho ta Một tràng hô tay thật lớn cho Phương Nhi và Quốc Đại. Con ơi, con thì nhỏ tuổi quá mà con cho cô tin đây là bà Triệu Thị Trinh luôn. Và có nhiều lúc á, cô sợ hết da gà. Cô rất là tin là con là Triệu Thị Trinh. Đặc biệt là anh Đại, anh có cái giọng hát hay quá. Khi mà hai thầy trò hát lên nó trời ơi đã dễ sợ. Và khi mà mình làm diễn viên thì cô Vy Cương có nói là đêm nay chấm cái thần ha, con có cái thần thái của một cái người nghệ sĩ để đi ra biểu diễn. Và cô tin chắc là bà tướng này ra trận sẽ thắng. Tại sao một tiết mục làm cho trái tim cô cảm thấy rất là lay động? Bởi vì mình nhìn thấy được sự làm việc quá nghiêm túc của cả thầy Quốc Đại và của cả con bé Phương Nhi, của cả một tập thể, cả một ekip rất là lớn bên cạnh thầy Quốc Đại đã làm cho con. Bản thân bé Nhi là cô đã đánh giá con rất cao từ những ngày đầu. Và cô rất yêu giọng hát của con, một giọng hát đa màu sắc. Và ngày hôm nay con thực sự là tỏa sáng, bởi vì con rất là đẹp. Đẹp trong ánh mắt, đẹp trong giọng nói của con, đẹp trong cách diễn xuất. Và một lần nữa cô xin được đứng lên để chúc mừng cho thầy Quốc Đại và bé Nhi trong đêm chung kết ngày hôm nay. Chú dòm xuống dưới cái bảng này của chú thấy để là dàn dựng là cô Bình Tinh phải không con? Trời, hợp lý luôn. Chú Quốc Đại đã mời được cô Bình Tinh quay trở lại cùng với chương trình để mà dàn dựng cho con một cái tiết mục đúng là cái sở trường của cô Bình Tinh luôn. Đóng cái vai Triệu Thị Trinh không đơn giản. Đây là lần đầu tiên chú Nghĩa coi trong một cuộc thi dành cho các con mà lấy nhân vật Triệu Thị Trinh ra. Quá hay đi con ơi. Những vòng trước thì chúng ta chưa thấy bé Phương Nhi là hát là nhiều. Hoặc là có một tuần con cũng làm cái ca cảnh mà Hồ Quảng đó, thì lúc đó vũ đạo không có nhiều. Nhưng mà qua tới cái tuần này đêm chung kết, con làm chú Nghĩa rất bất ngờ bởi cái vũ đạo chắc và khỏe của con. Phải nói rằng là cô Bình Tinh cũng như thầy của con đã trau chuốt cho con từng đường nét một để con diễn ra được cái thần thái của nhân vật Triệu Thị Trinh. Giọng hát là không có bàn đến, là bởi vì giọng hát con đã hay từ đầu chương trình tới bây giờ rồi. Cảm ơn con, cảm ơn thầy Quốc Đại, cảm ơn cô Bình Tinh đã mang đến một tiết mục tuyệt vời cho đêm chung kết này. Minh Sương nghĩ rằng là nghệ sĩ Bình Tinh của chúng ta hồi nãy giờ mọi người đang nhắc tới và cảm ơn rất là nhiều. Và cô ấy đang đứng len lén ở đằng sau cánh gà thôi. Một tràng hỗ tay cho nghệ sĩ Bình Tinh lên sân khấu được không ạ? Dạ bận lắm á, mà nó hôm nay mấy giờ con thi vậy anh? Em chạy lên, em phải chạy lên coi em mới yên tâm. Xin mời Bình Tinh. Không biết là cảm giác của Bình Tinh như thế nào khi đứng ở phía dưới và xem hết tất cả những sự nỗ lực và cố gắng của hai thầy trò. Xin mời Bình Tinh. Thật sự bây giờ thì không biết nói gì hết khi mà nhìn thấy bé Nhi đã làm được tất cả những cái gì mà cô Bình Tinh truyền đạt, từ lời nói, từ tư tưởng cho tới tất cả những bộ tịch vũ đạo mà Bình Tinh nghĩ là trong một khoảng thời gian ngắn có thể là Nhi sẽ không tiếp thu được. Nhưng một cô bé rất là nghị lực và rất là giỏi. Và xin cảm ơn thầy Đại đã cho Bình Tinh có duyên và gặp được một cô bé rất là đáng yêu này ạ. Cảm ơn Bình Tinh rất là nhiều. Và Minh Sương tin chắc rằng không chỉ riêng nghệ sĩ Bình Tinh đâu, còn rất là nhiều nghệ sĩ đến từ hai lớp học ngày hôm nay đã hỗ trợ rất đắc lực cho tất cả các bạn tài năng nhỏ của chúng ta. Và ngày hôm nay một tràng hô tay chúc mừng cho tiết mục vừa rồi của Phương Nhi đến từ lớp học của thầy Quốc Đại. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ. màu áo trắng tinh khôi khoác lên, bao bạn trẻ háo hức niềm vui gặp bè bạn cô thầy. Giây phút bên nhau xua nổi nên lời, cầm tay bạn mừng vui khôn xiết, kể chuyện nhà chuyện những ngày qua. Nhớ cô thầy nhớ phấn trắng bạn đen, nhớ ghế đá nằm yên dưới góc vườn già, nhớ những ngày mình tùm bầy tùm năm, sân trường sáng lên bội màu áo trắng. Phương ơi, bạn ghi nhật ký đi. À, mà năm sau bạn định học trường gì vậy? Tôi cũng không biết nữa, chắc tôi theo cha mẹ về Đức Hòa Đức Huệ học á. Vậy hả? Vậy mình chúc bạn luôn học giỏi với may mắn nha. Gắn bó bên nhau cũng gần 5 năm chằng, ngày ấy còn là xa nên ai cũng ngỡ ngàng. Thời gian gần trôi ta đã quen dần, nhớ tên bạn rồi cười vui đùa giỡn, có lúc giận hờn không thèm nói với nhau. Mỗi lượt hè về lòng lại thấy nao nao, dẫu vui chơi nhưng mong lại khai giảng, để được gặp thầy cô bạn bè, được học và chơi dưới mái trường tiểu học thân thương. Thời gian qua rồi, hôm nào giao du, đến hôm nay hè biên bước, phượng hồng đang hé nở trước sân, tiếng về kêu nghe buồn da diết, bạn bè ơi sắp phải chia xa, mái trường thân yêu có thầy cô bè bạn, sẽ mang theo trong lòng không dễ gì quên. Tri thức và đạo đức mà thầy cô đã dạy là hành trang quý báu vô cùng. Bạn ơi hãy siết chặt tay, ấm nồng bao chuyện những ngày bên nhau. Dù ta có ở phương nào, tình thầy tình bạn dán vào trong tim. Cảm ơn các con. Gia đình ông Năm đã quay trở lại đây và đã hỗ trợ cho bạn Triệu Phú. 100 vỗ tay dành cho tất cả các thành viên nhỏ của gia đình ông Năm Hữu Quốc. Rồi, cảm ơn các con nha. Và cảm ơn Vũ đoàn Chuông Gió cũng đã hỗ trợ cho tiết mục này. Còn nhớ cậu bé này ở cái tuần trước khi mà hát á, nghệ sĩ Thời Mỹ ngồi dưới là không thể nào cầm được nước mắt, bởi giọng hát của con đã chuyển tải được rất nhiều những cảm xúc trong cái bài hát này. Hôm nay thì không biết rằng cô Thanh Hằng thấy rằng Triệu Phú có trưởng thành hơn trong giọng hát, trong cách ca diễn hay không? Mời cô. Cái lời nói đầu tiên á, thì Thanh Hằng cũng xin bắt đền ông Năm á. Tại vì mấy tuần trước á, là những cái tiết mục của ông Năm đã xoáy vào tim của ban giám khảo chúng tôi. Nó không cầm được nước mắt mà luôn cả khán giả nữa. Không phải nói là mở cả lương ra là khóc, không phải vậy. Nhưng mà cái tiếng đàn giọng cổ nó giống như là hồn thiên sông núi. Cho nên khi mà nghe rao cái tiếng đàn lên là mình dù cho không có muốn khóc cũng không có kềm lòng lại được. Nhưng mà lần này thì là tôi cố gắng tôi đeo cái kiếm này vô để tôi không khóc nè. Không có khóc. Nhưng mà Ông Năm đã làm cho tôi muốn khóc đó, muốn rơm rớm nước mắt là tại vì cái đội của ông nó đoàn kết với nhau quá. Bây giờ con đã trưởng thành thêm một bước nữa. Cái câu vô giọng cổ khi nãy có lẽ là con hơi bị áp lực nhiều cho nên con vô giọng cổ nó hơi bị yếu chút xíu thôi. Nhưng mà khi cái câu 2 thì con ca rất là ngọt, hai cái hò con xuống rất là ngọt. Một lần nữa thì xin cũng cảm ơn ông Năm đã cho một cái tiết mục rất là nhẹ nhẹ cho tuần này nhưng mà rất là đầy đủ ý nghĩa. Một lần nữa cô xin chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Ở Phú thì có giọng hát, có nhịp nhàng, con ăn tốt. Theo Linh nghĩ đây là nói để chia sẻ với lại Hữu Quốc là đối với Phú thì về cái phần diễn xuất với cái bàn tay phù thủy của ông Năm của con thì chú nghĩ nếu mà con bước vào những vòng kế tiếp con sẽ có những cái điều rất là bất ngờ cho khán giả. Chú tin chắc là như vậy. Và lần nữa chú chúc mừng Triệu Phú. Và bổ sung một ý nhỏ thôi, trong cái phần tiết mục vừa rồi mặc dầu rất là đông người thì ở đây rất là khen ngợi huấn luyện viên Hữu Quốc. Khi lên giọng cổ xuống hò thì tất cả mọi hoạt động của mọi người bỗng nhiên dừng lại hết để tập trung toàn bộ sự chú ý vô nhân vật chính, và điều đó nó làm không bị thừa. Chứ nếu mà đang hoạt động mà vô giọng cổ thì có lẽ nó sẽ là kém hiệu quả hơn cho thí sinh của chúng ta. Xin được chúc mừng cho tiết mục vừa rồi. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch.